Ký ức đời quân ngũ, tác giả Trần Ngọc Nhuận, tập thứ 22. Hàng tháng, ngoài mật quỹ chính thức của chính phủ cho phép sử dụng, Cục An ninh quân đội còn nhận được mật quỹ của các cơ quan tình báo Mỹ qua Đại tá Mueller và của phòng 2 MACV. Lâu lâu, muốn có thêm vài tin tức đặc biệt, Đại tá Mueller lại đem đến cho số tiền lớn. Nhiều lần tướng Loan không cho tôi nhận, để xung vào mật quỹ vì sợ nhận tiền thì phải bị lệ thuộc quá nhiều vào người Mỹ. Những lần như vậy, Đại tá Mueller lại năn nỉ tôi để nói với tướng Loan cho phép nhận. Lẽ dĩ nhiên những số tiền đặc biệt đó đều được cho nhập chính thức vào mật quỹ để sử dụng công khai trong việc công tác an ninh tình báo. Trong ngân khoản Cục An ninh quân đội cũng có một số tiền ngoại tệ lớn dùng vào việc an ninh quốc ngoại, ngoài chương mục đặc biệt của tình báo Thái Lan và Việt Nam, số ngoại tệ nói trên đa số là đồng đô la do các cơ quan thuế, cảnh sát và an ninh tịch thu của đám buôn lậu. Việc xuất nhập của số ngoại tệ này cũng rất công khai và hợp pháp. Tôi còn nhớ khi từ chức, nghỉ giả hạn không lương để ứng cử Thượng nghị viện, tôi đã bàn giao lại cho Trung tá Trần Văn Thăng, tân cục trưởng an ninh quân đội, một số đồ tịch thu như thuốc phiện lậu, số lượng lên cả hàng trăm ký lô, và một số ngoại tệ, sổ sách chi tiêu và giấy tờ liệt kê các vật dụng trên do văn phòng cục trưởng lưu giữ, và chánh văn phòng là ông Đại Quý Nguyên, sau này là thiếu tá, và các nhân viên của ông đều công khai biết việc thu nhập. Với quyền hạn được giao phó, tôi cũng sử dụng nó để giúp đỡ cứu xét mau chóng hàng trăm trường hợp dính líu đến an ninh quân đội. Tôi còn nhớ vài người bạn thân cũng đã được tôi giúp đỡ và tránh cho các bạn đó những nỗi oan khiên. Trường hợp điển hình là của Đại úy Nguyễn Xuân Phát, sau này là Trung tá, và của Trung tá Nguyễn Bá Thình, bạn đồng khóa với tôi. Đại úy Phát bị thượng cấp của ông yêu cầu giam cứu tại Cục An ninh quân đội vì cả bộ chỉ huy của Trung tâm huấn luyện cán bộ Vũng Tàu mà ông là chỉ huy phó không chịu bàn giao cho những cấp chỉ huy mới. Khi đọc hồ sơ của Phát, tôi biết ngay là nạn nhân của cuộc tranh chấp của hai cấp chỉ huy mới cũ và tôi yêu cầu đưa Phát lên văn phòng để tôi giải quyết chứ không cần phải giam giữ. Đại úy Phát là bạn thân của tôi từ lâu, nên tôi để anh làm việc với tôi trong vài tuần rồi đề nghị giao Hoàng Anh về Bộ Quốc phòng. Hồ sơ của anh được bạch hóa và sau này anh giữ nhiệm vụ trưởng phòng tùy viên quân lực thuộc Bộ Quốc phòng. Tôi cũng có dịp giúp anh Trung tá Long trong việc anh bị cất chức trung đoàn trưởng trung đoàn 48 ở Quy Nhơn. Anh đã tuyên bố mạnh bạo vì bị cách chức rồi cho lệnh về trình diện Bộ Tổng tham mưu và Cục An ninh quân đội. Tôi bảo đảm cho anh với tướng Loan và chỉ trong vòng 3 ngày anh lại được trở lại với nhiệm vụ cũ. Đó là vài trường hợp điển hình, chứ còn nhiều chục nhiều trăm hồ sơ quân sự và dân sự khác mà tôi đã đề nghị xếp và bạch hóa cho họ vì tôi thấy họ bị oan. Tôi cũng bằng lòng chấp nhận một số các sĩ quan đánh giặc hay tinh thần quốc gia cao, nhưng có lẽ vì còn quá trẻ mà nhiều khi thượng cấp của họ cho là bất trị. Các đại quý Trần Văn Chi, Tôn Thất Trực, Trung quý Trần Tử Thanh, vân vân đều được tôi thu nhận và đề nghị giao phó cho những nhiệm vụ xứng đáng với khả năng. Đặc biệt Tôn Thất Trực ngoài khả năng tác chiến còn là một thi sĩ. Tôi nhớ một hôm Trực ngồi trong văn phòng tôi ở cục ngẫu hứng làm bài thơ lấy tên tôi làm chữ đầu cho những câu thơ của anh. Rất tiếc lúc trời nước năm 1975 không kịp chuẩn bị nên không mang theo được bài thơ mà tôi rất quý vì đầy những kỷ niệm đó. Tôi cũng còn nhớ buổi hội kiến lần đầu giữa tôi và Phó Đại sứ Cromer của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Nguyên trước đó, Tướng Loan có hứa sẽ tiếp Phó Đại sứ Cromer phụ trách bình định an ninh tại văn phòng cục để thảo luận về tổ chức an ninh tại các hạ tầng cơ sở. Tướng Loan hẹn cùng ăn cơm trưa với Phó Đại sứ Cromer tại văn phòng cục an ninh quân đội. Rồi vì nhiều việc ông quên khuấy mất mà cũng chẳng dặn dò gì tôi như thông thường tôi vẫn tiếp các giới chức cho ông. Trưa hôm đó đúng hẹn, ông Phó Đại sứ Robert Comer đến. Lính canh ở cổng không cho vào vì không được tôi cho lệnh trước, mà Phó Đại sứ Comer lại có cả hàng đoàn tùy tùng hộ vệ. Trưởng đồn canh báo lên văn phòng Đại úy Nguyên và ông báo cho tôi, Phó Đại sứ Comer phải xưng tên tuổi. Lúc nghe tên ông, tôi vội vàng cho lệnh mời ông vào.
Ông có vẻ bực bội vì thân danh nhân vật quyền uy thứ hai sau đại sứ băng cờ mà ông không được đối xử lịch sự và chào đón theo quân cách. Tôi xin lỗi ông và tiếp đãi ân cần. Ông cho biết tướng Loan mời ông dùng trưa để thảo luận công việc. Tôi vội điện thoại tìm tướng Loan khắp nơi mà không gặp, đành ngồi tiếp ông và nhờ anh em binh sĩ đi mua cơm Việt Nam cùng ăn với ông. Ông đại sứ Comer vừa được đổi sang nhận chức ở Việt Nam trước đó vài tuần. Ngồi chuyện vãn với ông một lúc thì anh em binh sĩ trong văn phòng dọn cơm. Đúng lúc đó tướng Loan đi chiếc dép lẹp kẹp lững thững vào. Thấy tôi và ông Comer, tướng Loan mới sực nhớ bèn ngỏ lời xin lỗi. Đại khái tính tình của tướng Loan lèo phè và vô tình như vậy, nhiều lần tôi phải cự nữ với ông để phải cẩn trọng một chút trong vấn đề giao thiệp với các giới chức. Ông công nhận tôi có lý nhưng rồi chứng nào vẫn tật đó. Ông lèo phè và dễ dãi cho đến nỗi vài binh sĩ thân cận với ông, nhiều khi lần mặt với ông. Tôi không chấp nhận điều đó, nhiều lần phải lên tiếng trách mắng hộ, một điều mà tôi ít làm trong đời quân ngũ. Vụ ứng cử của các tướng Thiệu Kỳ. Như chúng ta đã biết, sau vụ bình định miền Trung, tình hình chính trị đã ổn định. Tháng 9 năm 1966, Quốc hội lập hiến đã thành hình và sau 6 tháng hội họp, Hiến pháp ngày 15 tháng 4 năm 67 đệ nhị Cộng hòa Việt Nam ra đời. Theo Hiến pháp và quyết định của Quốc hội lập hiến, cuộc tổng tuyển cử để bầu Tổng thống và Thượng nghị viện đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa được trù liệu vào ngày 13 tháng 9 năm 1967. Các đảng phái tôn giáo và chính trị gia bắt đầu mở những cuộc vận động để thành lập các liên danh ứng cử. Về phía các tướng thì tướng Kỳ và tướng Thiệu cùng lập liên danh. Tướng Kỳ đứng chung với luật sư Nguyễn Văn Lộc và tướng Thiệu đứng chung với ông Trịnh Khánh Vàng, liên danh Kỳ Lộc nạp đơn trước. Hội đồng tướng lãnh thấy cả hai tướng đều ra ứng cử thì khó tranh được với các liên danh dân sự và nghĩ rằng sẽ làm trạn nứt sự đoàn kết quân đội, nên một buổi họp của các tướng đã diễn ra tại Bộ Tổng Tham mưu ngày 5 tháng 7 năm 67 để dàn xếp. Buổi hội họp kéo dài suốt cả ngày, nhiều ý kiến và đề nghị được đưa ra tranh luận sôi nổi. Tôi theo dõi cuộc tranh luận qua một máy điện thoại khuếch thanh bắt từ phòng họp đến văn phòng của tôi tại Cục An ninh Quân đội. Các tướng lãnh chia làm hai phe, một của tướng Thiệu và một của tướng Kỳ. Phe thuộc tướng Kỳ chiếm đa số. Họ đã trách cứ tướng Thiệu đã không giữ đúng lời tuyên bố với quân dân là nếu trong quân đội có ai ra tranh cử thì ông sẽ rút lui. Tướng Thiệu nghẹn ngào nói rằng ông không muốn ra tranh cử với tướng Kỳ nhưng đám đàn em của tướng Kỳ đã coi ông quá trẻ trung nên ông vẫn nạp đơn tranh cử và xin theo mọi quyết định của hội đồng. Tôi nghe được giọng quản trị của tướng Lãm Vạn Hòa. Thôi thì quân đội cứ ai ra cũng được, cứ theo thâm niên thì để trung tướng Thiệu ra lần này, lần sau đến phiên tướng Kỳ. Cuộc bàn cãi kéo dài suốt cả ngày, đến gần tối mới đưa ra được quyết định hòa giải là tướng Thiệu và tướng Kỳ đứng chung liên danh, tướng Thiệu ứng cử tổng thống, tướng Kỳ phó. Trong nhiệm kỳ đầu sẽ quyết định là luật sư Nguyễn Văn Lộc làm thủ tướng và quân đội sẽ giữ hai bộ quốc phòng và an ninh. Hai bộ này cũng sẽ do hai tướng Nguyễn Văn Vĩ và Linh Quang Viên đảm nhận. Và mọi sự đã diễn ra đúng như ta đã thấy, có thể nói được rằng tướng Loan và chúng tôi đã được biết trước tướng Vĩ sẽ là tổng trưởng quốc phòng trong chính phủ tương lai trước đó cả mấy tháng. Nhìn chung thì tướng Kỳ chịu thiệt thòi nhất vì trước đó một hai tháng gồm mấy vận động cho tướng Kỳ đã được tướng Loan cho chạy rồi. Với cái thế mạnh của quyền hành pháp, với sự sắp đặt nhân sự của tướng Loan khắp các cơ sở từ thượng tầng đến hạ tầng, và với sự vận động ủng hộ của các lãnh tụ tôn giáo và đảng phái, liên danh Kỳ Lộc chắc chắn sẽ chiếm được đa số phiếu. Và tổng thống của đệ nhị Cộng hòa sẽ là Nguyễn Cao Kỳ chứ không phải là Nguyễn Văn Thiệu. Đó cũng là nguyên do tướng Thiệu và tướng Kỳ luôn luôn không bao giờ có lòng tin nơi nhau. Và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không chọn phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ ở chung liên với ông khi ứng cử nhiệm kỳ 2. Sự quyết định của hội đồng tướng lãnh và sự chấp nhận tuân theo quyết định đó với những điều ràng buộc cũng đã khiến cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn đề phòng cuộc đảo chánh hoặc ám sát và đưa đến hậu quả là đã để hai sư đoàn tổng trừ bị hùng hậu nhất của quân lực là sư đoàn nhảy dù và sư đoàn thủy quân lục chiến trấn đóng ở ngoài miền Trung làm nhiệm vụ cho các đơn vị địa phương quân đồng trú. Âm mưu của Đảng Dân Chủ Mỹ về Việt Nam.
Sau khi Tướng Kỳ chịu nhượng bộ về vụ tranh cử tổng thống năm 67, người bực bội và giận dữ nhất là Tướng Loan và những người đã ủng hộ Tướng Kỳ từ trước. Biết được sự bực tức của Tướng Loan và cũng hiểu rằng Tướng Loan lúc đó có bộ máy tranh cử rất hữu hiệu, Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ qua các nhà lãnh đạo trẻ như Robert Kennedy, Comer vân vân tìm cách mua chuộc ông để ông ủng hộ cho liên danh hòa bình của luật sư Trương Đình Du. Mặc dầu cùng trong đảng Dân Chủ nhưng phe của Thượng sĩ Robert Kennedy muốn ra tranh cử với phe đương kim Tổng thống Johnson trong cuộc bầu cử ở Việt Nam. Nếu liên danh Trương Đình Du thắng cử, tình hình chiến cuộc ở Việt Nam sẽ thay đổi và phe bầu cử của đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế. Thượng nghị sĩ Robert Kennedy lúc đó sẽ hy vọng đánh bại đương kim Tổng thống Johnson và thi hành chủ trương mới về Việt Nam. Thượng nghị sĩ Robert Kennedy đã biên thư mật cho Tướng Loan và đề nghị mở cho ông chương mục tại ngoại quốc với số tiền 1 triệu đô la. Thư do Phó Đại sứ Robert Comer chuyển cho Tướng Loan và tôi đã được cho xem. Tướng Loan đã bàn với các thân hữu trong đó có tôi và đã quyết định từ chối đề nghị hấp dẫn trên. Ông đã chứng tỏ coi việc quốc gia đại sự trọng hơn tiền tài cá nhân và điều này khiến tôi càng nể phục ông. Điều nên nhớ, năm 1967, số tiền 1 triệu đô la không phải là số tiền nhỏ. Tướng Loan sau đó đã dốc hết sức lực tâm trí vận động cho liên danh Thiệu Kỳ để rồi năm sau, 1968, ông bị thất sủng vì Tổng thống Thiệu đã không tin tưởng nơi ông. Đó cũng là triết lý của cuộc sống vậy. Thật sự Tướng Loan là nạn nhân của một người biết quá nhiều. Sau khi mua chuộc, Tướng Loan không được phe lãnh đạo trẻ của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã tung tiền và quyền thế để vận động cho liên danh hòa bình của luật sư Trương Đình Du, và vì nhờ đó mà liên danh này đã về hạng 2, bỏ xa các liên danh đảng phái hoặc tôn giáo. Ứng cử Thượng nghị viện. Trong thời gian phục vụ tại Cục An ninh Quân đội với tư cách phụ tá cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tôi đã may mắn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với mọi giới, đặc biệt là các giới lãnh đạo trong và ngoài nước, từ hàng tổng bộ trưởng đến các lãnh tụ nghiệp đoàn. Sau khi đạo luật tổng tuyển cử tổng thống và thượng nghị viện ra đời, các giới chính trị đua nhau thành lập liên danh ứng cử, không khí chính trị rất tấp nập. Tại Cục An ninh Quân đội, các giới chức chính trị ra vào như mắc cưỡi, hết dân biểu lập hiến đến các vị tướng tá tỉnh, quận trưởng, lãnh tụ các tôn giáo đảng phái vân vân. Vì phụ tá cho Tướng Loan, tôi phải tiếp họ khi Tướng Loan vắng mặt, mà ông lại vắng mặt luôn luôn vì lo xếp đặc biệt tổ chức vận động và lo an ninh cho các địa phương. Mặc dù nắm mật quỹ của cục thường xuyên xuất nhập hàng chục triệu, nhưng tôi vẫn chỉ sống với đồng lương cố định nên không dư đủ để nghĩ đến chuyện ứng cử. Một hôm vào buổi chiều, lãnh tụ phong trào đại đoàn kết Nguyễn Gia Hiến vào chơi với tôi và Tướng Loan. Trong lúc vui đùa, Hiến cho biết lực lượng của anh đang lập liên danh ứng cử thượng nghị viện. Anh đã tìm được đủ người đại diện đủ mọi tôn giáo, đảng phái chính trị và nhân sĩ, nhưng còn thiếu người đại diện quân đội. Hiến thử hỏi tôi coi có bằng lòng đứng chung liên danh với anh hay không. Tôi trả lời muốn thì muốn nhưng không có tiền làm sao vận động. Nguyễn Gia Hiến cười hề hề bảo tôi. Miễn toa đứng chung với bọn mo là được, tiền bạc khỏi lo. Toa là chỉ huy trưởng cây mai, có nhiều đàn em lại ở chợ lớn. Đám người Việt gốc qua họ có vẻ có cảm tình với toa lắm. Nếu toa chịu vô liên danh với mo, nghĩ toa là một asset cho liên danh của đại đoàn kết. Tôi điện thoại về nhà hỏi ý kiến người nhà, dù sao cũng phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định từ bỏ binh nghiệp, sự nghiệp mà tôi đã theo đuổi hơn 15 năm trời, và nhiệm vụ hiện tại rất nhiều người thèm muốn. Tôi cũng điện thoại hỏi ông anh tôi là Đại tá Trần Ngọc Huyến, ông cũng được Trung tướng Trần Quang Đông mời vào liên danh năm công binh của Tướng Đông, nhưng từ chối vì lúc đó ông đang cần đi làm cho có đủ tiền chi dụng và để dành. Lương hàng tháng của ông lúc đó bằng 10 lương của một dân biểu quốc hội lập hiến. Ông cũng là bạn thân của kỹ sư Nguyễn Gia Hiến. Ý kiến của ông là phải suy nghĩ cho kỹ trước khi chọn đường từ bỏ binh nghiệp, vì lúc đó đời binh nghiệp của tôi đang trạng trở thăng tiến. Cuối cùng tôi quyết định đứng chung liên danh với Nguyễn Gia Hiến và tạm rời quân ngũ để vận động ứng cử. Tôi ngỏ ý với Tướng Loan thượng cấp trực tiếp. Lúc đó Tướng Loan vừa nhận được lệnh giao nhiệm vụ Cục trưởng An ninh Quân đội cho Trung tá Trần Văn Thăng. Ông này vừa từ bên Tổng nha Cảnh sát trở về.
Tướng Long cho tôi biết ông sẽ yểm trợ tận tình cho liên danh đại đoàn kết của chúng tôi và sẽ sẵn sàng chuyển đơn xin nghỉ gia hạn của tôi với hảo ý. Tôi đệ đơn lên Bộ Quốc phòng xin phép nghỉ giả hạn ngày hôm sau và mấy hôm kế tiếp lo bàn giao nhiệm vụ sổ sách và ngân khoản lại cho Trung tá Thăng. Ngày 10 tháng 6 năm 1967, tôi chính thức được lệnh nghỉ phép để vận động ứng cử theo luật định. Giả từ quân ngũ. Chọn quyết định ứng cử thượng nghị viện tôi đã chấp nhận từ bỏ binh nghiệp hơn 15 năm, trải bao thăng trầm của cuộc chiến trong các thập niên 52-67. Cuộc đời binh nghiệp của tôi tuy không may mắn rạng rỡ như một số người được thời thế ưu đãi, nhưng cũng không quá hẩm hiu như phần đông các bạn bè cùng lứa cùng khóa. Kiểm điểm lại thời gian qua, từ khi chỉ huy một đơn vị tác chiến năm 1953, tham dự cả thảy gần 100 trận đánh từ tháng 7 năm 53 đến tháng 8 năm 54, hành quân suốt từ miền Nam Việt Nam đến cao nguyên, từ đảo Phú Quốc đến Công Tâm An Khê, tôi đã may mắn sống sót trở về để phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu. Tại đây, trong thời gian tạm có hòa bình cũng như thời gian chiến cuộc tái phát khởi, tôi đã có may mắn phục vụ nhiều địa hạt khác nhau, từ chủ bút tuần báo quân đội và Nguyệt San phụng sự đến chỉ huy trưởng trường Cây Mai. Qua thời gian làm chỉ huy trưởng trung tâm không ảnh Bộ Tổng Tham mưu, tôi đã là một tù binh của Việt Cộng trong 4 tháng vì thất thế tại chiến trường và cũng bị giam lỏng tại Cục An ninh quân đội hơn 1 tháng vì không muốn phát biểu ý kiến riêng về ngày kỷ niệm quân lực. Trong hơn 15 năm quân ngũ, tôi đã vinh hạnh được tận thưởng 33 huy chương của 4 nước, kể cả Bảo Quốc Huân chương và Chương Mỹ Bội Tinh, hai huy chương cao quý nhất của quốc gia Việt Nam. Binh bạc của tôi qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm vẫn trong trắng, không hề bị khiển trách hay có một ngày khinh cấm hoặc trọng cấm. Tôi bồi ngồi nghĩ đến cuộc sống 15 năm quân ngũ, bao nhiêu vui buồn lẫn lộn, đã gặp nhiều bạn bè, tiếp xúc nhiều nhân vật lãnh đạo quân và dân, sinh hoạt nhiều lần với các thuộc cấp cùng gia đình họ mà tôi coi như đại gia đình. Giờ đây dứt khoát chọn con đường khác, sự nghiệp khác, tôi đành bỏ hết quá khứ binh nghiệp qua. Giả từ nếp sống tuy đầy cay đắng, ngọt bùi và hào hứng, mặc dầu thế tôi tự nghĩ nếu rồi đây đắc cử vào thượng nghị viện mình sẽ có cơ hội ở cương vị mới phục vụ cho quân đội hữu hiệu hơn. Nhiều sự cải tổ, nhiều đường lối lãnh đạo và binh thuyết mà tôi sẽ có vị thế nói lên hoặc giải bài và yêu cầu thực hiện nếu mình là một thượng nghị sĩ hơn là một sĩ quan với những ràng buộc về quân kỷ, dù là sĩ quan cấp tá hay cấp tướng. Không còn khoác áo chiến binh nhưng lòng tôi luôn luôn vẫn coi quân đội là ý nghĩa cuộc sống, là đại gia đình, mà trong đó tôi là một phần tử phải có bổn phận vun đắp phát triển và bảo vệ. Sau khi nhận được văn thư Bộ Quốc phòng cho phép nghỉ 2 tháng giả hạn không lương, tôi bắt tay vào cuộc vận động tranh cử. Cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 9 năm 67 là cơ hội cho nhân dân Việt Nam chọn lựa một liên danh tổng thống, phó tổng thống và 6 liên danh thượng nghị sĩ, mỗi liên danh gồm 10 vị. Như vậy là sau 4 năm hỗn loạn chính trị và không người lãnh đạo, Việt Nam Cộng Hòa bước sang giai đoạn mới, ổn định có vị lãnh đạo do dân bầu và Quốc hội lưỡng viện, thượng và hạ nghị viện để đại diện dân chúng theo hiến pháp. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9 năm 67 cũng sẽ chấm dứt chế độ tướng trị, một chế độ đã làm tan nát định chế Việt Nam Cộng Hòa trong mấy năm qua. Theo hiến pháp, các liên danh thượng nghị sĩ phải được toàn dân bầu lên như liên danh tổng thống, chứ không đại diện từng địa phương như dân biểu ở hạ nghị viện. Vì do nhân dân toàn quốc bầu lên, các liên danh thượng nghị sĩ phải đại diện cho mọi xu hướng chính trị, tôn giáo hay giai cấp xã hội. Năm 1967 có 10 liên danh ứng cử tổng thống và 62 liên danh ứng cử thượng nghị viện. Cuộc vận động được trù liệu rất gay go và tốn kém. Liên danh đại đoàn kết của chúng tôi gồm 10 người có tên và nghề nghiệp như sau. 1. Nguyễn Gia Hiến, kỹ sư, chủ tịch lực lượng DDK, sinh ở Phát Diệm. 2. Lê Văn Đồng, kỹ sư, cựu bộ trưởng lao động, sinh tại Bến Tre. 3. Đỗ Quang Giai, cựu chánh án tòa thượng thẩm Hà Nội, thị trưởng Hà Nội, sanh tại Bắc Việt. 4. Hoàng Kim Quy, thương gia xuất nhập cảng, kỹ nghệ gia, sanh tại Hà Nội. 5. Trần Văn Quá, nghị viên Cần Thơ, nông gia, sanh tại Nam Việt. 6. Phạm Văn Triển, bác sĩ, cựu đại tá quân y, sanh tại Hà Nội.
7. Vũ Ngọc Ánh, giáo sư trung học, sanh tại Bắc Việt. 8. Bùi Văn Giải, giáo sư luật gia, sanh tại Trung Việt. 9. Nguyễn Hữu Tiến, bác sĩ, cựu thiếu tá quân y, sanh tại Hà Nội. 10. Trần Ngọc Nhuận, sĩ quan, chỉ huy trường Cây Mai, sanh tại Quảng Bình, Trung Việt. Theo nguyên tắc liên danh đại đoàn kết phải do chính lực lượng đại đoàn kết chọn lựa và lập nên. Trong liên danh, chỉ có tôi và bác sĩ Nguyễn Hữu Tiến không thuộc lực lượng này. Để hợp thức hóa và danh chính ngôn thuận, chúng tôi chấp nhận vị thế cố vấn cho lực lượng. Trong liên danh, tôi là người trẻ nhất, 33 tuổi và nghèo nhất. Sau khi bằng lòng đứng vào liên danh, tôi kiểm điểm tình hình tài chính, kể cả vay mượn anh chị em và bạn bè, gom góp lại được 50.000 đồng Việt Nam. Người nghèo kế cận tôi là giáo sư Bùi Văn Giải, gom góp được gần 100.000, và nghị viên Trần Văn Quá được 100.000. Theo sự thỏa thuận, mỗi thành phần trong liên danh phải đóng góp vào quỹ vận động của liên danh số tiền tối thiểu là 300.000. Sau khi cứu xét tình trạng tài chính và khả năng đóng góp trên các khía cạnh khác, tất cả đều đồng ý cho tôi, giáo sư Giải và nghị viên Quá được hưởng ngoại lệ. Riêng tôi chỉ phải đóng 10.000 cho chi phí văn phòng và ấn phí, còn lại 40.000 được cho toàn quyền sử dụng trong việc bản phản và chi phí vận động những nơi tôi chịu trách nhiệm. Tôi phụ trách các đại đơn vị quân đội, các quân trường và những địa phương có quân đội đồng trú nhiều. Các bạn bè thuộc cấp của tôi tại Cục An ninh Quân đội, trường Cây Mai, Bộ Tổng Tham mưu và các khóa sinh thuộc hai trường Cây Mai và An Nhơn đã tự nguyện vận động giúp cho liên danh mà không đòi hỏi phí tổn bồi hoàn. Tôi kiểm điểm thư từ của bạn bè và các khóa sinh thuộc cấp thì đã thấy có thể huy động được gần 7.000 cán bộ không lương khắp 51 tỉnh trong toàn quốc. Điều này làm cho mọi người trong liên danh rất khích lệ và quyết định trong các truyền đơn bích chương, hình ảnh và tên tuổi của kỹ sư thủ quỹ Nguyễn Gia Hiến đứng đầu hàng bên trái và hình ảnh tên tuổi của tôi được sắp vào hàng cuối cùng bên phải. Theo thông thường của kỹ thuật ứng cử, hai vị trí đầu và cuối của liên danh quan trọng bậc nhất để lôi cuốn các đồng ngũ và bạn bè trong quân đội. Mọi người cũng yêu cầu tôi lấy hình ảnh mặc đồ tác chiến, và do đó hình ảnh mặc đồ tác chiến của tôi chụp vào năm 64, mang cấp bậc thiếu tá đã được chọn lựa. Sau này, lúc vận động các cán bộ của lực lượng đại đoàn kết từ khắp các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền Tây Nam Phần, đã báo cáo về cho biết sự sắp xếp hình ảnh trên các tờ bích chương và truyền đơn có liên danh đã gây ảnh hưởng rất tốt và gặt nhiều thiện cảm của mọi người. Một bộ tham mưu vận động của riêng tôi đã được thành lập gồm đại quý Trần Đức Nhã, chánh văn phòng của tôi tại trường Cây Mai. Nhã cũng xin nghỉ gia hạn 2 tháng để vận động cho tôi. Thượng sĩ Nguyễn Văn Chấn cũng như trường hợp của Nhã, các cô ca sĩ Đăng Thanh Tuyết, Mai Ánh Tuyết, Mỹ Dung, riêng hai cô Thùy Dung và Phạm Thị Thanh đã chấp nhận giúp đỡ và ở trong ban vận động của tôi suốt 2 tháng trời mà không cần đồng lương nào. Việc đến đây, tôi cũng xin mượn mấy dòng trong thiên bút ký này để cảm tạ các bạn bè xa gần, các khóa sinh và thuộc cấp thân mến của tôi trong quân ngũ và các cộng sự viên nam nữ của tôi trong suốt 2 tháng vận động đã vì cảm tình mà hy sinh thời gian và có khi cả tiền bạc cho liên danh đại đoàn kết trong mùa vận động tranh cử năm 1967. Tôi chịu trách nhiệm đặc biệt vùng Sài Gòn Chợ Lớn, các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Khánh Hòa, Bình Định và các thị xã Vũng Tàu, Nha Trang, huấn khu Dục Mỹ và vùng Cái Sắn. Sau gần 2 tháng vận động đến ngày tổng tuyển cử 3 tháng 9 năm 67, liên danh đại đoàn kết của chúng tôi đã đắc cử hạng thứ 3 với số trên 630.000 phiếu. Trong tổng số hơn 3 triệu cử tri, liên danh đại đoàn kết về sau liên danh số 1 công nông binh của Trung tướng Trần Văn Đôn và liên danh bông hội của luật sư Nguyễn Văn Huyền. Chúng tôi được xếp hạng trên liên danh mặt trời của tướng Huỳnh Văn Cao, liên danh bạch tượng của cựu chủ tịch Quốc hội Trần Văn Lắm và liên danh bông lúa của Liên đảng Việt Quốc và Đại Việt. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9 năm 67 này được coi như là cuộc bầu cử trong sạch và đứng đắn nhất trong lịch sử dân chủ Việt Nam Cộng Hòa. Hàng ngàn quan sát viên và báo chí ngoại quốc đều công nhận như vậy. Lý do rất dễ hiểu và không có lãnh tụ nào có thể ma giáo và lương lẹo, vì những người cầm quyền là hai tướng Thiệu Kỳ cũng phải lo vận động trong việc ứng cử của họ.
vả lại hai cuồng máy vận động của cả hai ông tướng chưa ăn khớp với nhau. Hơn nữa, những vị cầm quyền địa phương như tỉnh trưởng, quận trưởng, những người có thể có cơ hội tạo ra những cuộc bầu cử gian lận lại không được tổ chức, và chỉ thị của nguyên thủ quốc gia lúc đó là Tướng Thiệu với chức vụ chủ tịch ủy ban lãnh đạo, chức vụ hữu danh vô quyền. Thêm vào đó với 10 liên danh ứng cử tổng thống và 62 liên danh ứng cử thượng nghị sĩ, các cán bộ vận động của đủ mọi liên danh trải ra khắp nước nhiều như ong vỡ tổ, tai mắt của các liên danh đầy dẫy khắp nơi. Nếu địa phương nào có gian lận hoặc âm mưu trổ mồi gian lận là bị phát giác ngay. Do đó mà ta không lấy làm lạ khi liên danh chủ trương sống chung hòa bình với Việt Cộng của ông Trương Đình Du đã về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống, bỏ xa các liên danh đảng phái, nhân sĩ hoặc tôn giáo. Sau cuộc bầu cử 3 tháng 9 năm 67, Quốc hội lập hiến còn ở lại thêm một thời gian ngắn trước khi có cuộc bỏ phiếu bầu cho các dân biểu hạ nghị viện Quốc hội lập pháp vào tháng 11 năm 1967. Quốc hội lập hiến này có nhiệm vụ hợp pháp hóa sự đắc cử của liên danh tổng thống và 6 liên danh thượng nghị viện. Vì có nhiều dân biểu quốc hội lập hiến ra ứng cử thượng nghị viện bị thất cử, nên những buổi họp thức hóa này có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, đấu tố nhau, chụp mũ nhau, tơi bời loạn xạ, và ngay liên danh đắc cử tổng thống Thiệu Kỳ cũng bị đe dọa không được họp thức hóa. Cuối cùng, lẽ phải bao giờ cũng được công nhận nên các liên danh đắc cử đều được họp thức. Lễ nhậm chức Tổng thống đệ nhị Cộng hòa được diễn ra tại công trường Lam Sơn trước trụ sở Hạ nghị viện một tuần lễ sau đó. Thượng nghị viện họp liên tiếp mỗi ngày để thảo luận và biểu quyết nội quy và thông qua những nghị quyết có tính cách chính trị và ngoại giao. Hai tháng đầu, Thượng nghị viện được đặt dưới sự lãnh đạo tạm thời của cựu niên trưởng là Thượng nghị sĩ Võ Văn Truyện. Các ủy ban làm việc đều mang danh xưng tạm thời. Tôi được bầu vào chức vụ Tổng thư ký Ủy ban Quốc phòng và kiêm nhiệm thêm Ủy viên Ủy ban Ngoại giao. Cả hai nhiệm vụ trên đều nặng nề và quan trọng. Giấc mơ của tôi đã được thực hiện. Mặc dù không còn khoác áo chiến binh, nhưng tôi vẫn có cơ hội phục vụ quân đội, tiếp xúc với các đồng ngũ trong suốt hơn 15 năm qua, thăm viếng các đơn vị và gián tiếp tham gia vào việc lãnh đạo quân đội. Tác giả Trần Ngọc Nhuận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tập hồi ký.